Xin chào quý bà, cô chú, anh chị, cùng các bạn đã đến với kênh Đồng Khởi Nhà Quê, đã yêu thương kênh và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Thì lời nói đầu tiên xin gửi lời chúc đến quý bà, cô chú, anh chị cùng các bạn lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhất. Và thầy chào các em học sinh đã học hôm nay nhé. Thì do tình hình dịch Covid vẫn còn đang diễn biến cho nên các em học sinh vẫn chưa có thể đến trường đi học, mà các em phải học qua một số cái hình thức trên mạng online và một số cái hình thức khác để các em có thể tiếp thêm kiến thức của các em trong mùa dịch Covid này. Thì tuần trước thì thầy đã hướng dẫn cho các em hát bài hát dàn nhạc trong vườn, nhạc và lời của Tô Đông Hải. Thì hôm nay thầy sẽ ôn lại cho các em một số cái hình thức học và hát có nhạc đệm và một số cái câu chuyện kể nha các em. Thì xin mời quý bà, cô chú, anh chị cùng các bạn nán lại để xem hết video và để lại bình luận, góp ý và đăng ký kênh để cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê được hoàn thiện nhiều hơn. Và xin mời quý bà, cô chú, anh chị cùng các bạn xem cái tiết học của thầy và trò của chúng em học hôm nay như thế nào nhé. Và xin mời quý bà, cô chú, anh chị và xin mời các em cùng học với thầy nhé. Dàn nhạc trong vườn, nhạc và lời của Tô Đông Hải. Và bây giờ thầy mời các em cùng hát lại với thầy một lần nữa nhé các em. Và các em có thể vận động theo nhịp của bài hát này để bài hát thêm sinh động hơn, và các em có thể hát cho cha mẹ hoặc là anh chị bạn bè cùng nghe nhé các em. Và bây giờ thầy mời các em hát lại một lần nữa để cho bài nhạc của mình thêm hay hơn. Thì các em có thể kết hợp những cái động tác để mình phụ họa thêm bài hát nhé các em. Rồi thầy mời các em hát nhé. Dàn nhạc trong vườn, nhạc và lời của Tô Đông Hải. Thì mong là các em sẽ hát tốt bài này nhé các em. Và tiếp theo tiết học hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em sẽ học là thưởng thức âm nhạc cái ước mơ của bạn Đô. Và thầy xin đọc những cái ước mơ của bạn Đô như thế nào nhé các em. Và các em vào một cái buổi sáng Đô thức dậy và nghe thấy âm thanh tiếng kèn được vang lên từ một cái doanh trại quân đội gần nhà. Âm thanh ấy dần trở nên quen thuộc với Đô. Và thứ hai là trong một buổi lễ khai giảng năm học mới, thì khi âm thanh hùng tráng của đội kèn vang lên bài quốc ca Việt Nam, Đô vô cùng xúc động. Và thứ thứ ba thì Đô thầm nghĩ mình sẽ học thổi kèn để được đứng vào đội nghi lễ của trường. Và thứ tư là yêu tiếng kèn, Đô ước mơ sẽ trở thành một cái nhạc công trong đoàn quân nhạc để mang những cái âm thanh hùng tráng đến với mọi người. Và các em cùng nghe và biết được là ước mơ của bạn Đô như thế nào rồi, đúng không các em?
và thầy sẽ có câu hỏi cho các em là trong câu chuyện ước mơ của bạn Đô, nhà cụ nào được nhắc đến, và các em cũng biết là bạn Đô thích nhất là cái nhà cụ nào rồi, đúng không các em? Và trong cái tranh thì các em có thể xem và các em có thể đọc lại nhiều lần để các em nắm rõ là ước mơ của bạn Đô là thích những cái nhạc cụ như nào nhé các em. Và vừa rồi thì thầy đã hướng dẫn cho các em hát lại bài hát là Dàn Nhạc Trong Vườn, nhạc và lời của Tô Đông Hải, và âm cái hình thức âm nhạc đó là mới của các em, chứ các em là thưởng thức âm nhạc. Thì ước mơ của bạn Đô, và thầy mong rằng là các em sẽ học tốt và hát tốt bài Dàn Nhạc Trong Vườn, nhạc và lời của Tô Đông Hải, cùng với kết hợp một số cái động tác cho bài nhạc của mình thêm sinh động và hơn nữa nhé các em. Và tiết học của thầy và trò của chúng em đến đây là hết. Thì cuối cùng xin gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị cùng các bạn đã xem hết video và đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Thì gửi lời chào thân thương nhất. Thì thầy chúc các em học thật tốt nhé, và chào quý ông bà cô chú anh chị cùng các bạn, và các em học sinh sẽ gặp lại những cái tiết học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.